Bên đây mà mọi người mà kêu một cô Tây không nên tắm một tháng thì người ta chạy xúc cả dép. Yeah, you see that you could put a cool guy in there. So leave the screen. Yeah, we stop our team and then we just clean our bars and just clean our bars. Yeah, we look for the Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình và Emma sẽ nói về một cái chủ đề khá là thú vị, đó là ở cử sau khi sinh. Thì vì sao mình và Emma nói về cái chủ đề này? Thì tại vì sau khi sinh đẻ thì cơ thể người người mẹ trải qua một cái quá trình gọi là rất là tốn năng lượng và rất là khó khăn. Thì đó là lý do tại sao và mình có nói chuyện với chị hai của mình ở Việt Nam. Thì chị hai mình là người đầu tiên của gia đình mình, mấy chị em mình có em bé và chị hai đã phải ở cử theo kiểu truyền thống và mình vậy mà thì ở cử theo kiểu người Tây. Thì hôm nay mình sẽ nói về ở cử theo người Tây nó khác như thế nào. Thì mọi người theo dõi vlog này. Yeah. Hey. Đầu tiên là chuyện kiêng không tắm gội một tháng. Thì để mình hỏi em mà. But see it all too, this at the first and just getting very bad in the morning. NANI? Thì ở bên đây á, người Tây á, thì sau khi người ta sinh á, khoảng 2-3 ngày sau người ta sẽ đi tắm. Tại vì bạn phải nghĩ coi, trên người mình mà sau khi sinh á, thì nó chảy mồ hôi và dính máu me rồi dịch nước ối y xèo hết. Thì đó là lý do tại sao bên đây thì sau khi sinh Tây người ta thường đi tắm bằng nước ấm ngay lập tức hoặc là mấy đó cái đó mấy ngày. Và bố thì cô đuổi tới em after person. Then after. Thế mà thì sau khi sinh em bé thì hôm sau đã đi tắm rồi nhưng mà nhớ là tắm bằng nước ấm. Bây giờ chỉ xíu sang bên store sister tên gàng hôn mỗi cái hiệp tới một mà xin rồi xin đấy giờ nó cũng báo buồn với lùi rồi chả rồi cái mỗi cái vest của hôn rồi xin thôi mi nạp thịt tẹt lùi lùi lèo đi đi cắm rồi đi vào đây thì bên đây bạn dễ dàng thấy là Tây sau khi sinh người ta sẽ đi vô tắm ha. Ấy mà cũng như vậy, tắm thì nhớ tắm ở nước ấm thôi, đừng có tắm nước lạnh gì bị cảm lạnh. Cái thứ hai là không ra khỏi phòng hoặc là ở trong nhà nguyên một tháng. Và xin chú chơi visual blue loss in in for a month. As a right một bữa for yeah at the first and in advance in advance for the first right một bữa cực nữa là handsomely in advance the highest mà mày in for as a bar for as a for only who rồi yeah in lip bữa yeah mà mày cố in for Det vil jeg ikke, det vil jeg også gerne have lov til. Ja. Du kan sagtens sige dansker, der går rundt med baby uden for efter et par dage person. Okay. Thì bên đây á, bạn dễ dàng đi ngoài đường, bạn dễ dàng thấy những bà mẹ người Tây sau khi người ta sinh em bé. Tây sau khi người ta sinh em bé. Thì khoảng 2-3 ngày người ta đã đi vòng vòng ngoài đường. Em bé nhỏ xíu à, chắc một tuần tuổi cũng có nhưng mà người ta đã đi dạo vòng vòng ngoài đường, đi siêu thị rồi ngắm đồ này nọ. Bây giờ thì hơi ở ngoài hơi lạnh ha, ở ngoài trời đang là khoảng 1-2 độ nên mình và em mà tạm thời là vẫn ở trong đây tại sợ em mà bị cảm lạnh. Nhưng mà chắc cũng thêm một thời gian thì chắc cũng sẽ đi dạo vòng vòng cho thư giãn gân cốt. Xem at the structure sẽ cái cô chua in for. Let's try to let it stay for lost day in here. Cái điều kiêng kỵ thứ ba đó là ăn uống. Thì ở chị mình nhớ là hồi xưa là chị mình bắt ăn là cơm trắng với lại thịt kho nguyên một tháng và ăn giò heo hầm đu đủ thì phải để có nhiều sữa. Thì giống như là quay đi quẩn lại chỉ có 3-4 món thôi. Bên đây không có như vậy. Bên đây người Tây họ ăn tất cả các món đầy đủ chất dinh dưỡng. So here there's no for food, more cool pizza, pizza, pizza. And do Swiss and what do I lose after first. Yeah. Yeah.
Og så er det kun nogle mad, måske det blev ikke så godt for dig og baby, så dem skal man undgå. Thì có một số món thì cũng nên kiêng, tại vì có thể là làm cho em bé và mẹ gọi là bị bệnh hoặc là bị không có tốt cho đường tiêu hóa của em bé, thì những cái món đó mình nên tránh. Nhưng phần lớn là không có cấm kiêng kỵ nhiều lắm, chỉ là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ tốt cho mẹ và em bé để lấy lại sức nhanh hơn. Đó, sao đi đấy. Cái điều thứ tư mình nghe được đó là điều nằm than. Nằm than thì giống như người ta muốn làm cho cơ thể giống như người mẹ sau khi sinh được giữ ấm. Thì cái nằm than thì mình có thể hiểu là ở miền Bắc lạnh thì nằm than, nhưng mà ở miền Nam mình ở Sài Gòn mà nếu mà nằm than, trời đã nóng rồi mà nằm than nữa chắc chảy mỡ luôn, cộng với không tắm nữa thì bà mẹ mới sinh người ta sẽ giống như là hôi như cú luôn. Nhưng mà bên đây á, trong nhà thì lúc nào cũng có sưởi thì nằm khoảng 20 độ thì mình thấy cái nằm than á, mình cái này là mình nó hơi nguy hiểm, tại vì nếu nằm than ở trong phòng kín thì rất là dễ bị nghẹt. Thì cái này là tùy gia đình, tùy mọi người đánh giá thôi. Mọi người có thể lên mạng và coi được những cái cập nhật, những cái tin tức mới nhất về những cái cách ở cử sao cho khoa học. Thì bên Tây thì người ta làm như thế nào? Thì ở trong nhà thì có sưởi nhiệt độ quanh năm khoảng 20 độ C. Và nếu mà em mà có ra ngoài á, thì em mà sẽ mặc đồ ấm, giữ ấm để cho bà mẹ khỏi bị cảm lạnh. Thì cái điều cấm kỵ đó là không nên để người mẹ sau sinh bị bệnh, bị cảm này nọ. Thì đó là sao? Lý do tại sao phải giữ ấm. Also this is called the warm. Info or so info not cool info. So it's gonna got my toy and eat. They were then bigger hell. Yeah. Thì cái video này mình nói về những cái chủ đề gọi là kiêng kỵ sau khi sanh theo truyền thống và làm như thế nào khoa học. Thì đây là ý kiến riêng của mình, và các bà mẹ mới sanh có thể hoặc là có bầu hoặc là có thể lên mạng và tìm hiểu. Thì ở Việt Nam mình thấy là có rất là nhiều trang thông tin nói về làm sao để ở cử cho khoa học. Thì mình không có chỉ trích cách truyền thống và cũng không nói mình giỏi là mình làm theo cách này cách nọ, nhưng mà để cho mọi người thấy là bên đây Tây họ ở cử như thế nào. Và có thể là đó là một cái số điều mình có thể học hỏi. Thì yeah. Chứ bên đây mà mọi người mà kêu một cô Tây không nên tắm một tháng thì người ta chạy xúc cả dép. Yeah. Jesse lại bị phục hút. Tôi có em muốn so live the scene. Đúng không? Mấy ông chồng mà vô mà thấy bà vợ mới đẻ hôi như cú thì cũng nghe cũng tội nghiệp. Tội nghiệp cho chồng rồi tội nghiệp cho vợ đó. Ok. Thì ăn uống nên ăn uống đầy đủ, chỉ kiêng những cái món mà không tốt cho sức khỏe cho em bé và bà mẹ để bị khỏi đau bụng. Tập thể dục thì tập thể dục nhẹ nhàng này nọ, không nên nhốt mình trong phòng. Mình nghĩ là không nên, tại bên đây cũng không có nhốt mình trong phòng, người ta đi ra ngoài, người ta đi dạo trong rừng, đi công viên này nọ. Ok, vlog này tới đây là hết. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu mà thấy vui hay hãy cho một cái like và hãy comment vào bên dưới cái trải nghiệm ở cử hồi xưa của mọi người như thế nào, và suy nghĩ của mọi người về cách ở cử nên như thế nào cho khoa học. Thì mình sẽ kèm một cái link về ở cử để mọi người coi thử như thế nào gọi là khoa học hơn. Thì yeah. Và cảm ơn lời chúc của mọi người rất là nhiều. Mình bây giờ hơi bận nên không có trả lời được hết comment, nhưng mà mình đọc hết comment của mọi người. Thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hi hi mọi người.